Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của kênh. Thì trong clip hôm nay thì mình xin chia sẻ cho anh em về cái việc là cái cách mà chúng ta cày tiền sao cho nó hiệu quả ở tựa game này. Thì đây là một phiên bản cũ. Phiên bản cũ để mình sẽ cài cái phiên bản mới nhất. Đây, phiên bản mới nhất các bạn nha. Phiên bản mới nhất thì nó sẽ êm ru hơn. Cơ bản là chữ nghĩa rồi nó chỉnh lại. Do cái clean này mình còn để phiên bản cũ. Thì có rất là nhiều cách cày tiền. Thực tế là game tú bây giờ là cái cách mà cày tiền đánh quái á, mà để lượm tiền bán rác á, là không khả thi. Không khả thi. Và cái cách mà nhiều nay cũng dựng ra cái cách cày đồ nó cũng không khả thi. Rồi cái chữ nó ok rồi các bạn này. Cho nên là nhiều đến thời điểm hiện tại nhiều nay vẫn không biết là liệu là cày cấp như thế nào, cày tiền như thế nào và bằng cách nào để gọi là mình có cái khái niệm game thì bao giờ nó cũng gọi là phải có cày tiền. Đúng không các bạn? Chính xác là game nó luôn có cái cách cày tiền chứ không phải là không có. Chỉ có điều là chúng ta có biết khai thác và tìm nó hay không thôi. Thì trong clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em có việc khai thác cày tiền tại Võ Lâm Tú My Love. Thì chỉ có hiện tại á, nếu mà gọi là cày á, có hai cách. Một á là các bạn chơi giống như người chơi thông thường, các bạn đi đánh quái ăn thịt sơn bổ lộ với tử hay hay nó rất đồ VIP là các bạn bán, các bạn kiếm tiền, có tiền. Đó là cái cách mà ai cũng biết. Nhưng mà có một cái cách nữa là một số ít anh em biết thôi, còn đại đa số là anh em không biết. Đó là cái cách mà chúng ta đi train, đi cày cấp. Chúng ta lấy những cái con mà dưới cấp 80, dưới cấp 60 là nó còn hỗ trợ vòng mana ấy. Chúng ta sẽ đi đánh quái, đánh diếm để chúng ta, đặc biệt là những cái hệ phái ví dụ như là Nga Mi Trưởng ấy, skill 7 rất là mạnh. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là đi cày. Đi cày là cái gì? Chúng ta sẽ đi cày ở tại bản đồ này này, ví dụ này. Đó, mình mới nói xong là có liền. Vậy thì những bạn như thế này là bạn cày cái gì? Xin thưa với anh em luôn là những bạn như thế này là bạn cái cày trang sức. Có nghĩa là hiện tại á, là những cái món đồ trang sức ở trên chợ đen mà khi chúng ta làm nhiệm vụ giả tạo á, là nhiều lúc anh em bán 4 xu cũng phải mua. Bởi vì cái mà hoàn thành nhanh á, nó chỉ có 30 lần thôi, còn 10 lần là không có. Cho nên những cái nhẫn này, nhẫn cấp 1, cấp 2 như thế này này là các bạn phải mua. Đấy, ví dụ như bán như thế này này là anh em phải mua để hoàn thành. Cho nên những cái nhẫn như thế này rất là giá trị, ví dụ như nhẫn cấp 3 này. Bán như thế này nó các bạn nhiều lúc á, là 4 xu mình cũng phải mua. Mình mua để mình hoàn thành giả tạo. Cho nên là sẽ có những nick Thuyên, Ngami. Thường thường là anh em dùng Nga Mi nó dễ hơn. Chúng ta sẽ thực hiện cái việc là chúng ta đi đánh quái, chúng ta lượm trang sức. Bởi vì auto của nó có chức năng nhặt đồ là giữ trang sức nhẫn. Giữ trang sức nhẫn. Thì chúng ta giữ lại. Và chúng ta bán. Thì cái mà dây chuyền nhẫn ngọc bội á, những cái mà trang bị cấp thấp như thế này á, nó cực kỳ giá trị. Ở đây anh em thấy này, nó cày, anh em cày rất nhiều này, về dây chuyền này và về ngọc bội này, những cái cấp 1, cấp 2 á. Nhưng mà cái mà giá trị nhất ở đây là nhẫn. Cái giá trị nhất ở đây chỉ có là nhẫn thôi các bạn. Thành ra là cày như thế này thì thực tế là nó cũng rất là ít, nó không nhiều. Nhưng mà nếu như một ngày các bạn hay hay nhé, các bạn train liên tục, các bạn ra đồ trang sức, thì một ngày các bạn kiếm lai rai, các bạn sơ sơ kiếm vài chục xu, cả trăm xu là chuyện bình thường trên một tài khoản các bạn nha. Bởi vì một ngày kẹp nó rất nhiều lắm chứ không phải ít đâu các bạn. Trang sức mà chúng ta đánh quái một cách rất khá là thông thường là nó cũng gọi là number one rồi, mà thường thường anh em chỉ dùng Nga Mi. Đó là cái cách cày, hai cái cách cày mình chia sẻ các bạn. Một cái cách là chúng ta chơi giống như người chơi thông thường, chúng ta cày đồ để bán. Hai là chúng ta cày trang sức, nhẫn, dây chuyền, ngọc bội cấp thấp để chúng ta bán, chúng ta lấy xu. Bởi vì nhiệm vụ giả tảo hầu như là 100%, nếu như anh em nào chơi thì anh em đều làm nhiệm vụ giả tảo.
Thì khi mà nhiệm vụ giả tạo nó trúng cái trang sức thấp thì hầu như là anh em phải mua, nhiều lúc là bán 4 xu bằng y cái giá trị xu mà chúng ta hoàn thành nhanh, anh em cũng sẽ mua. Cho nên đó mình chia sẻ cho các bạn, anh em nào mà có gia lập á, các bạn có ý định cày á, thì các bạn cày như thế. Hầu như nhẫn cái gì ngọc bội anh em bán trong shop nó hết nhanh lắm, chứ nó không có tồn tại lâu đâu, bởi vì số lượng người làm nhiệm vụ khá là nhiều. Khi mà trúng cái nhiệm vụ đó hầu như là mua hết, kể cả anh em bán 4 xu người ta vẫn mua bình thường. Ok, đó là những thông tin chia sẻ sơ bộ để các bạn, nếu như anh em nào dư giả lập, các bạn cũng có một cái cách cày khá là ổn. Tất nhiên có một cái cách cày nữa là chúng ta cày giả tẩu, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ giả tẩu, nhưng mà cái đó thì nó rất là vất vả, nó cực kỳ vất vả. Còn nếu chúng ta cày theo kiểu mà cắm để mà lấy trang sức như thế này thì nó nhẹ nhàng hơn, khá là nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ cần giữ trang sức lại thôi, auto nó bán rác, giữ trang sức lại một ngày thì chúng ta tốn cái tiền thằng hình phù có 1.000, nhưng mà mình tin là 1 xu. Nhưng mà nếu mà các bạn trêu, các bạn cày thì khả năng các bạn kiếm khá là nhiều chứ không phải ít đâu. Ok, đó là những thông tin chia sẻ của mình đấy, để cho anh em, những người có nhiều giả lập, các bạn có thể tận dụng để các bạn cày tiền, kiếm thêm một nguồn thu nhập cũng khá là ổn tại game Võ Lâm Tố Mày Lớp Thập Đại Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào anh em, bye bye.